Đây, gặp hai anh cần thủ nữa. Chào hai anh. Môi hả? À con gì đó anh? Con rép hả? Quay, con rép to vậy? Wow, nhìn con rép bự nè các bạn ơi. Trời ơi. Mới ra mà phát hiện được con rép liền. Wow. Kinh vậy? 30 ngàn á. Wow, đâu đưa mình coi thử. Wow. Mới ra mà, mới vừa bắt luôn, thấy luôn á anh. Trời ơi, con rép nè các bạn. Các bạn nhìn con rép nè. Khủng không? Trời ơi, con này mà nó cắn cái là chết ngắt luôn anh ơi. Hello. Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Đây, hôm nay gia đình mình đi có công chuyện đi xuống Thủ Đức nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái khung cảnh ở phía sau không? Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ quay lại cái cảnh bắt gặp được cái cảnh câu cá nha các bạn. Ở cái ven sông Sài Gòn. Đây là mình quay lại cái xem thử cái cảnh câu cá ven sông Sài Gòn nó như thế nào cho các bạn xem nha. Co đó nghe con. Co đấy đó. Đây nè các bạn, ở phía sau mình nè, hai đứa con mình. Hôm nay đi nhậu nha các bạn, đi thôi. Đây là mình thấy được cái cảnh câu cá này, mình quay lại cho các bạn nè, đó. Đó, nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi mình quay lại các bạn nha. Đó, phía bên kia nữa nè các bạn. Phía bên kia câu cá này các bạn. Nhìn không? Thấy cái cảnh câu cá ở ven sông Sài Gòn không? Ủa chú có câu lâu chưa chú? Dạ. Mới câu hả anh? Vừa quăng mồi đầu tiên. Ủa, vừa quăng mồi đầu tiên luôn hả? Dạ. Đây các bạn, đây là mồi nè. Nhìn các bạn nhìn thấy mồi không? Đây là những dế cơm mà. Cũng thường bình thường câu không anh? Ngày nào cũng ra hả? Câu nào câu được cá lớn không? Có được con 7 kg là lớn nhất. Ghê hả? Cá gì vậy anh? Cá tre. Cá tre à? Cá tre mà 7 kg to vậy? Mới dài 1 mét. Dạ. Ủa, mới được luôn hay là sao anh? Cách 2-3 tuần là câu ở chỗ này luôn hả? Wow, ghê vậy. Nè các bạn nhìn thấy cá không? Cá diêu hồng con đó các bạn. Đó nè, nhiều không các bạn? Ở bên Mỹ à? Dạ. Bên Mỹ đang xem vé hả? Dạ. Ở bên Mỹ đang xem vé hả? Dạ, không có. Con đang quay giới thiệu thấy câu cá này, vui quá nên là quay lại. Đây anh mới vừa câu con cá tre nghe các bạn, 7 kg. Rồi cách đây vài mấy tuần thôi. Và cũng cá tre cũng to ghê anh hả? Khủng mà. 3-4 kg thì giúp quá. Dạ. Anh mới vừa quen cần đầu tiên luôn các bạn, để mình coi thử như thế nào nè, các bạn thấy cái đàn cá luôn không? Nguyên đàn cá luôn không? Bên kia nữa các bạn, bên kia gặp hai cần thủ nữa. Bên kia có hai cần thủ nữa các bạn. Có cá không anh? Có con này chưa? Chưa hả? Đó, bên đó hai cần thủ nữa các bạn. Đây mình zoom cho các bạn xem nè. Thấy hai cần thủ không các bạn? Mồi câu cá này có đó. Cái bên kia là câu chùm luôn các bạn, câu máy nha, câu chùm luôn á, nguyên chùm luôn á. Đó các bạn coi anh quen nè. Ở ngoài sông đây là sông Sài Gòn nha các bạn, Bình Triệu chảy xuống nè, cầu Bình Triệu Bình Lợi á. Hôm nay gia đình mình đi ăn thâu nôi của cháu nha các bạn, nên là mình vừa xuống dưới này thôi đó. Đấy, quán gió chiều nè, gió chiều nè. Chập nữa mình vào quán gió chiều. Dạ. Anh ở gần đây không anh? Dạ, gần ngay đây anh. Dạ. Cũng thường đi câu cá ha nè. Dạ, rảnh là ra. Nhưng mà nhiều lúc là hồi bữa là anh câu được cá tre to đó, hay là còn cá gì nữa không anh? Dạ, cá tra là ở ngoài kia. Đó các bạn ơi, nhìn thấy cần thủ nữa không? Hai cần thủ nữa. Hai cần thủ ra câu nữa các bạn. Thấy không? Vui không? Đó, hôm nay mình đi công chuyện nha. Sẵn mình quay lại. Đó các bạn nhìn thấy chiếc cano đang chạy không? Dạ. Con thấy cả đoàn có diêu hồng luôn á, có diêu hồng con á. Ừ,
cái du hồng cắm bùi á. Dạ. Cái này là người ta bỏ xuống hay là tự nó? Đây có sông mà. Mùa này mùa mưa á. Tự nó có hả? Nó sinh sôi, nó đẻ. Sinh sôi á em. À, nè, ù thấy không? Này cá đòn cá du hồng luôn nè các bạn. Cá du hồng nhỏ này. Dạ, ghê với anh hả? Đâu có ai bắt đâu, đâu cho bắt. Dạ. Cái tổ chức điện nó. Ù ù thấy không các bạn, cá đòn luôn. Các bạn nhìn thấy cá đòn cá du hồng luôn không? Quá nhiều. Đó anh dở càng câu lên nè bạn. Chích điện nhiều quá đó. Dạ. Nước này bây giờ nó chảy vô nè anh hả? Đóng lại. Đóng lại chứ không là ngập hết khu này. Đúng rồi, rồi dạ. Được cái đây là cái đập ngang triều đó các bạn ạ. À. Chứ không là cái khu Hiệp Bình Chánh nè, cái phường Hiệp Bình Chánh của quận Thủ Đức nè các bạn. Là ngập nước hết các bạn ơi. Ồ. Nước 3 ngày nay nó xả lũ. Dạ. Đâu để mình tới. Dạ. 3 ngày nay xả lũ nước đó anh hả? Xả lũ trên đầu nguồn về cho nên là nó. Dạ. Dạ 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 đúng rồi. Ờ. Em có con nha, đi đọt hết nha, đứng chỗ. Ừ. Đây các bạn ơi, mình sẽ tới nha, thêm nha chỗ cái vị trí kia thử. Đó, mình gặp thêm hai anh cần thủ nữa nè. Hai anh cần thủ đang bắt mồi câu cá trên sông Sài Gòn nha các bạn. Đây là ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, gặp hai anh cần thủ nữa. Chào hai anh. Mồi hả? À con gì đó anh? Con rép hả? Quay, con rép to vậy. Wow, nhìn con rép bự nè các bạn ơi. Trời ơi. Mới ra mà phát hiện được con rép liền. Wow. Kinh vậy. 30 ngàn á. Wow, đâu đưa mình coi hướng. Wow. Mới ra mà, mới vừa bắt luôn, thấy luôn hả anh? Trời ơi, con rép nè các bạn. Các bạn nhìn cô rép nè, khủng không? Trời ơi, con này mà nó cắn cái là chết ngắt luôn anh ơi. Các bạn ăn không chiên giòn chứ các bạn. Rồi, các bạn ăn không là anh đến chiên giòn nè, đó nhìn không? Mới nè, đây đồ nghề nè các bạn, anh thấy không? Mấy anh câu đi câu cá chuyên nghiệp không nè, quá chuyên nghiệp luôn nè các bạn, đồ nghề. Em coi đồ nghề thử nha anh, em coi đồ nghề thử nha. Ừ, đây nè. Đó. Đó, nè anh thấy các bạn đi câu cắt nhẹ đi hết rồi. Ờ, cắt nhẹ nè, đây đồ nghề chuyên nghiệp không các bạn. Anh thường ra đây câu mà anh? Lâu lâu ghiền ra câu. À, lâu lâu ghiền ra câu đó hả? Wow, con nè, con các bạn ơi, cái con này mà nó chích một cái là rồi luôn. Tức là nó cắn một cái là đi luôn nha các bạn. Nè, con rết nè. Wow, bất ngờ luôn các bạn ơi, thật bất ngờ luôn mà gặp con rết khổng lồ luôn các bạn. Quá khổng lồ. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV nha các bạn. Đi về đây thì tình cờ gặp các anh cần thủ nè. Các anh cần thủ câu giải trí cuối tuần đó. Anh tên gì anh? Dạ. Anh tên gì? Tèo. Anh Tèo ạ. À? À, anh Tèo, anh Tèo. Còn anh? Tí Tèo đi câu cá nha các bạn. Đây cần câu của các anh nè. Đây, đây cái cần câu này các bạn. Thêm câu dây nè. Câu máy nha các bạn. À mấy cái cần nè, đổ. Nè, còn cái này là cái gì anh? À, dạ, à, cái đó là cái chống trật nha các bạn. Qua. Wow. Cái con rép đó gì ngâm rượu được á. Ô con đó là ngâm rượu là tuyệt vời luôn đó. Mới ra mà thấy liền cũng ghê chứ. Thường mồi mình câu bằng gì anh? Dế. Dế hả anh? À. Dế. Dạ. Là dế là chủ yếu là cá tre anh hả? Có hồi nào mình câu mình gặp được con cá bự không? Có hả? Cỡ được bao nhiêu ký anh? Dạ, 1,5 kg hả? Dạ, anh Tí và anh Tèo. Hai anh đi câu nha các bạn. Đó, nhìn đó. Rồi bây giờ với anh bên kia nữa nè các bạn. Bên kia thì mình gặp hai cần thủ nữa nè. À, hai cần thủ nữa nè. Bên kia là chú một cần thủ nữa nè các bạn. Chú một cần thủ nữa là đi câu nha. Chú đi câu hôm bữa là chú có câu được một cái con cá tre 7 kg nha các bạn, cách đây khoảng 2 tuần, cách đây khoảng 2-3 tuần đó. Bây giờ này hôm nay là ngày chủ nhật, nay là mình đi có công chuyện về Thủ Đức nha các bạn, cái dịp đi về Thủ Đức nè, mình thấy cái khung cảnh ở đây nè. Đó anh đang lắp cái cần câu này,
anh Tèo đang lắp cần câu. Đó, thấy không? Đây là cần câu máy nha các bạn. Wow, đặc biệt mình thấy con rép rồi, mình thấy ớn rồi đó. Ghê ra đây là thấy liền á anh. Con đây mà không biết ra cái chết ngắt liền á. Ngay đó nó bẹt nghe nữa. Đó. Nhất thời chứ chết đâu. Chết á, em nghĩ là người nào mà không máy là chết á. Wow, con rép gì mà tổ khổng lồ luôn các bạn. Tình cờ là gặp được bắt được con rép khổng lồ. Đây là mồi câu nè các bạn. Đây là dụng cụ câu của anh nè. Bạn nhìn thấy dụng cụ câu không? Wow, các bạn nhìn thấy dụng cụ câu không? Của anh nè. Đây là cần câu máy, còn đây là cần câu thường thôi. Đây câu đơn máy. Đây là câu đơn máy thôi. Đó. Anh nè. Các bạn nhìn câu tay nha, câu tay dính cá bự không á? Câu tay hả? Là dính cá bự hả? Anh nói là câu tay dính cá bự mà các bạn. Đây là vé nè các bạn. Vé là mua vé nha các bạn. Đó. Và lưỡi câu. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Nếu mà các bạn thích các bạn nhớ đăng ký ủng hộ Cuộc Sống Sài Gòn TV nha các bạn. Đó. Đây. Cuộc Sống Sài Gòn à. Cuộc Sống Sài Gòn TV. Dạ. YouTube cũng nhiều like lắm rồi. Dạ. Kênh đâu phải không? Dạ, kênh em mới thôi, có một kênh Cuộc Sống Sài Gòn nữa. Kênh đó cũng mới, kênh đó lâu lắm. Dạ. Em chia sẻ cuộc sống ở Sài Gòn. Hey, các bạn thấy không? Bây giờ nước thủy triều này nó đang lên nè các bạn. Cái chỗ nhà hàng, cái quán gió chiều nè các bạn. Đó, thấy chưa? Nó bị ngập nước nè. Đó. Đó. Câu mà gặp cá bự là khoái anh hả? Không mà nhiều lúc mình câu mình giải trí. Câu giải trí. Cá chê mười mấy ký chưa? Dạ. Cá chê mười mấy ký chưa? Cá chê mười mấy ký bữa câu anh. Ở đây luôn á hả? Dạ, ngủ ghê các bạn. Anh cũng thường đi câu lắm hả? Dạ, ít câu xong mà câu hồ á anh. Ở đây anh đang làm lưỡi nè các bạn, lưỡi câu nè. Đó, thấy không? Các bạn nhìn thấy anh đang cột lưỡi câu để là câu chùm đó nghe các bạn. Đây là sợi cước nè. Sợi cước nè. Anh Tèo đang cột lưỡi câu. Anh Tèo đang cột lưỡi câu nha các bạn. Wow, đó. Anh Tèo đang cột lưỡi câu. Thường mình câu bây giờ tới mấy giờ nữa là mình kết thúc anh? Hay xui à? Hay xui à? Cuối tuần thì thường hay giải trí. Ở gần đây không anh? Ở bên Tâm Hà. Tâm Hà. Tâm Hà là ở đâu anh? Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn á hả? Dạ em không biết. Đó, đây nè các bạn. Anh đang bắt chì nè. Bắt chì nha. Chì trước khi câu. Đấy, chuẩn bị thấy không nè. Coi dụng cụ của anh nè. Bao gồm cước nè nha các bạn. Cước nè. Phao nha các bạn. Những cái phao đẹp không nè. Các bạn nhìn thấy những cái phao quá đẹp không? Đó. Thứ hai nữa là lưỡi câu. Nè, quá nhiều lưỡi câu luôn các bạn. Dây nhỏ nè. Lưỡi câu nè các bạn. Nhìn thấy lưỡi câu không? Quá chuẩn luôn, quá chuẩn luôn. Cuộc Sống Sài Gòn TV hôm nay tình cờ được quay được cái cảnh này nha các bạn. Cái cảnh các anh câu cá kéo nè các bạn. Và đó nè, các bạn nhìn thấy cái cục chì đẹp không? Cục chì giống như những viên đạn ấy. Nè, đây cục chì nè. Cục chì anh đánh móc vô cái cần câu mà cần câu này nè các bạn. Câu máy nè. Anh câu này là đi câu này là bao lâu rồi? Lâu rồi anh. Dạ. Nhiều lúc cái đam mê á hả, mình đi câu cũng vui. Nhiều lúc câu mà có cá to nữa. Ù nè, các bạn thấy không? Thấy lưỡi nè. Nhìn thấy lưỡi không? Mỗi lần ấy là mình lấy lưỡi ra riêng anh. Mình cột nè, anh đang cột lưỡi nè các bạn. Nhìn thấy không? Cụ thể luôn nè, hai cái lưỡi luôn cho các bạn xem luôn. Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ cái hình ảnh chân thật về cái cuộc sống đời thường của Sài Gòn TV ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đó. Hôm nay là mình tình cờ mình đi công chuyện. Mình đi công chuyện thì mình phát hiện được các anh đang câu cá nè. Đó, nên là mình quay lại cái cảnh này cho các bạn xem. Đó, nếu các bạn thích nhớ đăng ký và chia sẻ giúp Sài Gòn TV nha. Ủa. Bếp à? Bếp rồi anh. Má rồi. Mới anh thả cần câu đầu tiên này các bạn, nhưng mà không thấy cá đâu hết.
cá đầu tiên chưa thấy cá đâu hết. Đó, thấy không? Cái công đoạn nhiều lúc là mình câu cá là cũng là một cái đam mê nha các bạn. À, câu cá để giải trí theo những ngày làm việc mệt mỏi nè, cuối tuần nè, thì mình có thể là cùng bên gia đình, hoặc là mình câu cá ở ngoài ao, trong những cái ao người ta nuôi đó các bạn, hoặc là mình có thể là câu cá ở tùy vào cái vị trí của mình câu. Có thể là mình đi đến những cái con sông lớn này, ở Sài Gòn có con sông Sài Gòn nghe các bạn, sông Đồng Nai đó thì cũng rất lớn để mình câu cá. Đó, các bạn thấy không, thêm cần thủ nữa này các bạn, thêm cần thủ nữa. Em cảm ơn hai anh nha, cặp nó có cá em ra quay tiếp. Đó. Dạ, em ngồi trong quán này có cá em ra quay tiếp. Đó, cặp nữa mình ra quay tiếp nha các bạn. Đó, nhìn nè, hai cần thủ bên kia mình qua không được, mình qua không được. Đây, bây giờ thêm cần thủ nữa nè. À, thêm anh cần thủ nè, ai thấy không, rất nhiều xe, rất nhiều cần thủ câu cá à anh hả? À, vui à. Dạ dạ, anh cũng thường câu đây hả anh? Đây cũng cần thủ nữa này các bạn, mới đi ra một khúc mà gặp nhiều cần thủ quá. À, rất nhiều cần thủ nha các bạn. Nhìn cảnh câu cá buổi chiều ở Sài Gòn thì vui không các bạn? Quá vui luôn đó, anh thả càng câu nè. Chú nè, chú câu nè, cũng như là mấy chú câu nè, đang câu cá nè. Câu cá là để giải trí cuối tuần nha các bạn. Nếu mà may mắn thì gặp được cá to thì mình có được cái bữa ăn cũng ngon, cá sông nha các bạn. Thấy cảnh câu cá ở Sài Gòn nha, ở Sài Gòn nha các bạn, ở Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nó quá, ô anh quất cá lên, con quất cá lên. Vui không? Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Về cái màn câu cá ở trên sông Sài Gòn nha các bạn, tình cờ mình phát hiện được đó, mình quay lại cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Đó anh này ha.